Hên quá đây rồi. Nam, Nam Phong. Trớ trêu là ngay cả khi đã tìm ra cơ hội để nói ra sự thật thì chúng ta lại tình cờ biết được những sự thật khác, khiến chúng ta tổn thương hơn cả những lời nói dối. Hạ Linh, mình gọi Phong không được nên đến đây liền. Mình xin lỗi, mình đã không đúng hẹn với Chi. Có chuyện gì xảy ra với Phong hả? Và em đã thấy anh cùng người ấy làm điều gì đêm ấy. Em muốn biết anh thấy thế nào, có như khi hôn em. Dù em cố gắng trấn an mọi thứ, mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng đâu biết có còn nguyên vẹn như khi anh bước đi. Giờ cô tính sao? Cô sẽ làm rõ mọi chuyện với cô bạn thân của cô, hay nói mọi chuyện với Nam Phong trước? Tôi sẽ đợi Hạ Linh thêm một thời gian nữa. Trời trắng xóa như